Hay từ quê mình. Và thưa quý vị, với chủ đề về người, xin chúc mừng tỉnh Đồng Nai. Xin chúc mừng huyện Củ Chi quê tôi. Và ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Võ Thị Bích Lan, giám đốc công ty Xuân Tình lên trao giải cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời bà. Thưa quý vị, một tràng pháo tay.